Cộng hòa Hungary, một quốc gia nằm về miền Trung Âu với diện tích hơn 93.000 km², là một quốc gia có một truyền thống văn hóa cổ xưa. Thủ đô Budapest, nhịp tim và mạch sống của toàn cõi Hungary, nằm ven hai bên bờ sông xanh Danube, cực kỳ diễm lệ với những kiến trúc nguy nga. Một chiếc cầu đồ sộ nhưng không kém phần thơ mộng, nối liền hai địa danh, một bên là Buda, một bên là Pest, nên thành phố được đặt tên là Budapest. Hơn 2/3 người dân Hung là tín đồ Thiên Chúa giáo, thiểu số còn lại bao gồm nhiều giáo phái Cơ Đốc khác nhau. Thủ đô Budapest vào ngày 24 tháng 5 năm 1999 đã nồng nhiệt đón mừng sự hiện diện của Thánh Hải Vua Thượng Sư lần đầu tiên đến thuyết giảng tại đây sau nhiều lần thỉnh mời của người bạn xứ. Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe buổi thuyết giảng của Thanh Hải Vua Thượng Sư tại thủ đô Budapest, Hungary vào ngày 24 tháng 5 năm 1999 với chủ đề Chân ngã của chúng ta. Kedves közönségünk, tisztelt vendégeim! Abban a nagy megtiszteltetésben van részem, hogy köszönhetem önöket ezen a rendkívüli előadáson. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh được chào đón quý vị trong buổi hội thảo đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội diện kiến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư tại quốc gia Hungary nhân chuyến hoằng pháp Âu Châu của Ngài. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng vì quý vị đã dành thời giờ quý báu đến tham dự để chúng ta có thể cùng nhau lắng nghe một buổi thuyết giảng rất đặc biệt. Chúng tôi xin phép có vài lời giới thiệu về vị minh sư đã đạt khai ngộ trên Hy Mã Lạp Sơn. Qua nhiều thời đại, thế giới chúng ta đã được gia trì bởi các bậc chân tu hiếm quý. Mục đích duy nhất của họ khi đến viếng địa cầu là nâng cao đẳng cấp tâm linh của nhân loại. Một trong số đó là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài không giống một khuôn mẫu của những bậc thường được tôn vinh là minh sư, bởi vì Ngài là một phụ nữ. Nhiều tín đồ Phật giáo cũng như các tôn giáo khác đều tin rằng phụ nữ không thể khai ngộ. Thêm nữa, Ngài là một người Á Đông, trong khi nhiều người Tây Phương lại hằng trông đợi một đấng cứu thế có hình dáng bề ngoài trông giống như họ. Tuy nhiên, chúng tôi, những người đến từ khắp nơi trên thế giới, từ những nền tảng tôn giáo khác nhau, được diễm phúc biết đến Ngài, học theo giáo lý của Ngài, đã biết rõ Ngài là ai. Trước khi khai ngộ, với một tấm lòng thành tâm cầu đạo, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã từng hành hương qua nhiều quốc gia, đến viếng vô số thiền viện, tu viện quan trọng trên thế giới, lòng những mong tìm được vị minh sư mà Ngài linh cảm đang chờ đợi Ngài. Cuối cùng, Ngài đã đến Ấn Độ, một thánh địa đã được ân điển gia trì của nhiều vị minh sư vĩ đại từ nhiều thế kỷ qua. Khi có người hỏi về cuộc hành trình qua miền đất tâm linh huyền bí này, Ngài đã cho biết rằng có rất nhiều bậc chân tu, tu hành ở Ấn Độ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, có người có thể đi trên lửa mà không hề bị phỏng. Tuy nhiên, Ngài cũng nói rằng những khả năng nhỏ này không dẫn đến cảnh giới tối cao, điều quan trọng hơn cả là đạt được đại trí huệ và giải thoát. Trong mỗi chúng ta đều ẩn tàng một lực lượng vạn năng nếu chúng ta tu hành, tinh tấn và có niềm tin mãnh liệt vào chính mình thì không có gì là ngoài khả năng của chúng ta cả. Trên cuộc hành trình trên dãy Hy Mã Lạp Sơn sâu thẳm, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ mang trong người hai bộ quần áo, một đôi giày thể thao, một túi ngủ, một bình nước uống, vài quyển sách và một cây gậy leo núi. Càng lên cao trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, Ngài càng phải bỏ dần các vật dụng cá nhân để hành lý được nhẹ nhàng. Ngài phó mặc mọi việc trong tay của Thượng Đế. Và rồi một ngày, Ngài gặp được vị minh sư như đã hằng mong đợi. Vị thầy này ẩn trú trong dãy Hy Mã Lạp Sơn và đã truyền cho Thanh Hải Vô Thượng Sư lực lượng tâm linh tối thượng, đó chính là tinh hoa của tâm ấn. Chỉ có những minh sư đã đạt được đại khai ngộ
mới có thể thực hiện được việc truyền tâm ấn này. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã lưu lại Hy Mã Lạp Sơn một thời gian để tu thêm pháp môn thiền cổ xưa này cho đến mức hoàn mỹ. Sau đó, Ngài rời nước Ấn, nhưng dù đi đến đâu, nhiều người vẫn cảm nhận được từ trường tâm linh vĩ đại của Ngài. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không ham cầu thâu nhận đệ tử, nhưng cuối cùng tại Formosa, một nhóm người thành tâm cầu đạo đã tìm được ra Ngài. Những người này thành kính khẩn cầu được thọ tâm ấn. Cuối cùng, họ đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền pháp. Từ đó, Ngài bắt đầu phục vụ công chúng như trách nhiệm của một vị minh sư. Đời sống riêng tư của các minh sư tuy khác nhau, nhưng con đường dẫn dắt họ đến chân lý luôn luôn vẫn là một. Đó là thiền định trong ánh sáng và âm thanh thiên đàng. Csink Haj legfelső mester ezt Fanyi módszernek nevezte el, mert első nyilvános előadásain formosán tartotta. Fanyin egy kínai kifejezés, amely a belső rezgés megfigyelését jelenti. Thanh Hải Vô Thượng Sư gọi pháp môn này là pháp môn quán âm, vì Ngài bắt đầu công khai hoàng pháp tại Formosa. Quán âm, theo tiếng Trung Hoa, có nghĩa là quán, chấn động lực nội tại. Như Thanh Hải Vô Thượng Sư đã từng giải thích, đây thật ra cũng không phải là một pháp môn, mà là lực lượng của minh sư. Nếu chúng ta có lực lượng này, chúng ta cũng có thể truyền lại cho người khác. Phương pháp siêu việt này không thể nào diễn đạt bằng ngôn ngữ thế gian được. Ngay cả khi có người miêu tả cho chúng ta, nếu không có lực lượng minh sư, chúng ta cũng không lãnh ngộ được ánh sáng và âm thanh tối cao, cũng như trí huệ và bình an nội tại. Và bây giờ, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, lần đầu tiên đến viếng thăm Hung Gia Lợi. Xin quý vị, một tràng pháo tay thương yêu chào đón Ngài đã đến với chúng ta hôm nay. Kedves vendégeim, nagyon nagy szeretettel köszöntjük körünkben Csink Haj mestert Magyarországon először. Kérem, szerető tapsukkal fogadják. It's a beautiful place, beautiful people. I never thought I would come to your country so soon. Yeah, and so easy. I have been invited for many times by your people. Very lovingly, and at that time the thought of going to Hungary was like a fairy tale. But when God arranges, everything happens quickly and smoothly. So today I have the honor of sitting in front of the great people of Hungary. I'm very honored. Kính chào quý vị. Đây quả là một quốc gia đẹp, người dân rất dễ thương. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đến đất nước này một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Tôi đã có dịp được nhiều người dân Hung Gia Lợi thành tâm mời đến đây thuyết giảng. Nhưng vào thời điểm đó, chỉ nghĩ đến việc đặt chân đến đây thôi cũng tựa như trong truyện thần thoại vậy. Nhưng khi được sự an bài sắp đặt của Thượng Đế, mọi việc đều có thể xảy ra mau chóng và trôi chảy. Vì vậy mà ngày hôm nay, tôi có vinh dự được ngồi đây nói chuyện với những người Hung Gia Lợi cao quý. Tôi rất lấy làm vinh hạnh. Tôi đã có dịp đi vòng quanh thủ đô Budapest để học hỏi thêm về lối sống của đất nước này. Tôi nhận thấy quốc gia quý vị đang tiến triển rất tốt. Tôi đã không ngừng thổ lộ với người tài xế taxi rằng đây quả là thành phố rất đẹp. Tôi đã hết sức ngạc nhiên trước vẻ mỹ miều của thành phố này. Trước đây, tôi có nghe qua là thủ đô này rất đẹp, nhưng khi được chứng kiến tận mắt, thành phố này quá đẹp khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. Tôi đoán rằng điều này cũng tương tự đối với nhiều người trong chúng ta. Chúng ta đều nghe nói về thiên đàng, nhưng đến lúc được chứng kiến tận mắt, chúng ta cũng sẽ rất ngạc nhiên. Nhiều người khác cũng như tôi, khi mới bắt đầu nhìn thấy được thiên đàng, cũng đã rất lấy làm ngạc nhiên và thích thú. Vào thời xưa, giả sử như tôi sinh ra tại Á Châu, nếu muốn du hành đến thăm đất nước của quý vị, thì quả thật hết sức khó khăn.
giống như chuyện không tưởng. Nhưng bây giờ, với kỹ thuật hiện đại, chúng ta có thể dễ dàng gặp nhau. Tương tự như vậy, ngày xưa, nếu muốn nhìn thấy được Thượng Đế, nhìn thấy được thiên đàng, hay liên lạc trực tiếp với Thượng Đế là một việc hết sức khó khăn. Bởi vì vào thời xưa, kỹ thuật chưa tối tân, nên việc thông tin là một điều rất khó. Thêm vào đó là trở ngại về ngôn ngữ. Hơn nữa, vào thời xưa rất khó để truyền bá kiến thức. Việc ấn hành những tài liệu liên quan đến vấn đề tâm linh, tu hành và khai ngộ lại rất khó khăn. Chính vì vậy mà hầu hết những kiến thức liên quan đến chân ngã của chúng ta, đến Thượng Đế, đều rất xa lạ với phần đông số người trên địa cầu này. Ngày nay, khác với lúc trước, chúng ta có cơ hội để nhận lãnh những kiến thức tâm linh từ sách báo, từ những cuộc hội thảo, qua những phương tiện truyền thông hiện đại như điện thoại, truyền hình, email, vân vân. Vì vậy mà ngày nay, càng có nhiều người quen thuộc hơn với lĩnh vực khoa học tâm linh và truyền bá, tới đông đảo quần chúng về đề tài tâm linh cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Due to God's grace, the spiritual atmosphere, the spiritual blessing has been bestowed upon our planet, and we have become more and more advanced in all kind of aspects of life, and our life has become more and more comfortable, more and more elevated. So we have the opportunity to come here and share with you what we know in our study. That according to spiritual experience, we are not only this physical being, but we are a multifold being. We are great, great, greater than we could imagine ourselves to be. The deeper we go into mysterious universal atmosphere, the more we can find out about ourselves. That we exist in many different levels of consciousness at the same time as we exist here now in this physical planet. So going to heaven doesn't mean we have to go anywhere or die first, or we might call it dying, but we still can live, we still can function in this world while seeing heaven or contacting God at the same time. By going through our different levels of self, of consciousness, we can return, we can visit different mansions of God. Then we will find that it is true what the Bible says, that we are the temple of God and the Holy Spirit lives within us. It is wonderful to know that we are a manifold being and that we can see the highest of ourselves anytime we want to with a little practice. Nhờ Thượng Đế gia trì, hành tinh của chúng ta đã được thêm bầu không khí tu hành và ân điển tâm linh. Chúng ta ngày càng trở nên tân tiến trên mọi lĩnh vực và cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên thoải mái, dễ chịu hơn và thăng hoa hơn. Nhờ đó, chúng tôi mới có cơ hội để đến đây và chia sẻ cùng quý vị những gì mà chúng tôi đã học hỏi được. Theo những thể nghiệm tu hành, chúng ta biết được rằng chúng ta không chỉ là thân thể vật chất này, mà chúng ta còn là một bản thể đa dạng. Chúng ta vĩ đại hơn là chúng ta có thể tưởng tượng được. Càng đi sâu hơn vào vũ trụ huyền bí, chúng ta càng biết rõ hơn về chính mình. Chúng ta sẽ biết được rằng, trong cùng một lúc, chúng ta có thể hiện hữu ở nhiều tầng ý thức khác nhau, tựa như chúng ta đang hiện hữu tại thế giới vật chất này. Do đó, việc lên thiên đàng không có nghĩa là chúng ta phải đi đến một nơi nào đó hay phải đợi sau khi chết. Chúng ta cũng có thể gọi đó là chết, nhưng thật ra chúng ta vẫn có thể viếng thiên đàng, liên lạc được với Thượng Đế ngay trong lúc còn đang tồn tại ở thế giới này.
xuyên qua những tầng lớp khác nhau của tâm thức, của chân ngã, chúng ta có thể trở về viếng thăm những dinh thự khác nhau của Thượng Đế. Rồi chúng ta sẽ thấy, đúng như trong Thánh Kinh đã nói rằng, chúng ta là ngôi đền của Thượng Đế và Thánh Linh ngự trị bên trong chúng ta. Thật là một điều kỳ diệu khi chúng ta khám phá ra rằng mình là một chúng sinh đa dạng, và sau khi tu tập một thời gian, chúng ta có thể thấy được bản chất cao nhất của con người mình bất cứ lúc nào chúng ta muốn. When we ascend into our highest level of self, we can see God as well. Because the Most High, we are also part of the Most High. And when we go to the highest level, of course, we see the essence of our true self, which is God. Because at that time, we do not have the human ego anymore. Consequently, we can avoid many of the unpleasant happenings to our life. We can avoid a lot of suffering to us by ascending into a higher level of ourselves and find happiness there. And when we come back to this physical level, even if we still experience the mundane suffering, we became much stronger, much more spiritually awakened, and we can deal with our problems and our sorrow in a very, very easy manner. That's why the Bible say that seek you first the kingdom of God and everything else will be added unto you. Khi chúng ta tới được tầng cao nhất của tâm thức, chúng ta có thể thấy được Thượng Đế, vì chúng ta cũng là một phần của đấng tối cao. Khi chúng ta đạt tới một trình độ cao nhất, đương nhiên là chúng ta sẽ thấy được chân ngã của chúng ta. Đó chính là Thượng Đế, bởi vì đến lúc đó, chúng ta không còn ngã chấp phàm phu nữa. Chúng ta có thể tránh được nhiều điều không hay đẹp và đau khổ xảy đến cho mình bằng cách thăng hoa tới trình độ tâm thức cao hơn và tìm kiếm sự an lạc ở đó. Khi chúng ta trở về với đẳng cấp vật chất này, ngay cả khi chúng ta phải trải qua những khổ đau trần tục, chúng ta vẫn có nhiều nghị lực hơn, tâm linh tỉnh thức hơn để đối phó với nghịch cảnh một cách dễ dàng và thuận lợi. Vì vậy mà Thánh Kinh có dạy rằng hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi mọi thứ khác sẽ được thêm vào. If suppose our house has many levels and we have never ascended the stairs to see the higher level in our houses, then of course we do not know how much we have and how many rooms we still have in our house. Jesus said that in the house of my Father there are many mansions. This is a way of explaining the human different level of existence. If we now and again go in higher up into a higher level of intelligence, then when we come back to this physical world, we are more able, become wiser, and become happier. Therefore, we become a different being. We can feel as if we are living in heaven while discharging our duty on this physical planet. Most of the suffering, most of the burdens comes from our lack of understanding about the higher part of ourselves, the parts that are in direct contact with God. And if we know the way to contact these higher parts of ourselves, then we can contact God. Giả sử ngôi nhà của chúng ta có rất nhiều tầng, nhưng nếu chúng ta không bao giờ lên thang lầu để tới được những tầng cao hơn trong ngôi nhà, thì đương nhiên chúng ta không biết được chúng ta có những gì và có bao nhiêu gian phòng khác trong căn nhà. Chúa Giê-xu nói rằng trong nhà của cha ta có nhiều chỗ ở. Đây chính là cách để diễn tả những tầng tâm thức khác nhau của con người. Nếu thỉnh thoảng chúng ta đi tới một trình độ trí tuệ cao hơn, khi trở về với thế giới vật chất này, chúng ta sẽ có khả năng hơn, thông minh hơn và hạnh phúc hơn. Vì vậy,
chúng ta trở thành một con người khác. Chúng ta có thể cảm tưởng như đang sống trên thiên đàng, trong khi làm tròn những trách nhiệm của mình trên thế giới này. Hầu hết mọi khổ đau, mọi gánh nặng đến vì chúng ta thiếu hiểu biết về bản chất cao quý của mình. Đó chính là bản chất có thể trực tiếp câu thông với Thượng Đế. Nếu chúng ta biết cách để câu thông với bản chất hay tầng tâm thức cao quý đó, chúng ta có thể câu thông được với Thượng Đế. Trong bản thể vô thượng của chúng ta có nhiều tầng tâm thức khác nhau, trong đó chứa đựng biết bao màu nhiệm thần kỳ. Mỗi cảnh giới đều khác nhau và chúng ta có thể sử dụng kiến thức từ những cảnh giới đó ngay cả khi chúng ta đang sống ở thế giới vật chất này. Mọi tầng lớp của bản thể chúng ta đều hiện hữu cùng một lúc, nhưng vì chúng ta không có sự câu thông, chúng ta đã quên mất cách để tái thiết lập sự liên lạc với bản thể của mình. Vì vậy mà chúng ta chỉ có được những kiến thức về khía cạnh vật chất. Thảo nào chúng ta không biết được về những tinh cầu khác. Thảo nào chúng ta không biết về thiên đàng. Thảo nào chúng ta không tìm được sự an bình trong nhau. Thảo nào đôi lúc chúng ta phải gây ra chiến tranh. Tất cả chúng ta đều biết rằng nhân loại chỉ sử dụng từ 5 đến 10% khả năng của mình, còn 90 đến 95% còn lại đành bỏ phí. Tôi đến đây để giúp quý vị tận dụng toàn vẹn trí huệ của mình, vốn đang tiềm ẩn trong quý vị. Điều này rất dễ dàng, đến nỗi ngay cả trẻ em cũng có thể làm được. Trí huệ của chúng ta càng được mở rộng, chúng ta lại càng trở nên một người hoàn mỹ hơn. Chúng ta không phải tốn kém gì để đạt được điều này, bởi vì kho tàng trí huệ vốn là sở hữu của chúng ta. Giống như quý vị có tiền ở trong ngân hàng và quý vị quên mất chi phiếu, tôi sẽ chỉ cho quý vị biết nó ở đâu. Khi sử dụng phần trí huệ này, chúng ta sẽ có khả năng thấu hiểu vũ trụ, có thể hiểu được Thượng Đế, có thể biết được Thượng Đế một cách trực tiếp, liên lạc trực diện với Ngài mỗi ngày. And the higher we go into the kingdom of God, the freer we will feel, and the growth, the burden of this material world will have very less and less effect upon us. And even our physical well-being will become better and better. Of course, we do not want to find God because we want to cure our physical sickness, but the bonus are also there in abundance. And the happiness we feel inside after we have found God, we will not want to trade with the whole world. That's why the Bible would dare us that what is the good of a man who gained the whole world and lose his own soul? To lose our soul means that we do not recognize our greatness. We do not know what else we are except this physical body and this physical way of life. The Bible also mentioned that whoever forsake the world will gain it, and whoever run after the world will lose it also. The purpose of the soul coming into this world is to find God. And nothing else will make it happy until it finds God again. But when we are in this physical world, this physical prison of the flesh, we will forget our purpose of life. Because it is such an arrangement of the negative power that will entrap us here with all kind of pleasure, all kind of illusion, and make us busy, and make us suffer, make us also cling into those ephemeral, temporal pleasure of the flesh and forgot heaven. And that's why no matter how much possession we have, no matter how high our position in the society, we are never truly happy here if we do not have at the same time spiritual nourishment. Just like a rich man who has a very great house
with many rooms and many levels, but he always stayed in the darkness of the basement, and he will never see the sun, and he will never have a chance to see all the treasures that lay in awaiting him in other higher levels of the house. Càng lên cao hơn trong thiên quốc, chúng ta càng trở nên an nhiên tự tại, và những gánh nặng đè nén sẽ dần dần bớt ảnh hưởng chúng ta. Ngay cả cơ thể của chúng ta cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Dĩ nhiên, không phải chúng ta muốn tìm Thượng Đế vì muốn chữa trị những bệnh tật của thân thể, nhưng những phần thưởng mà chúng ta có được khi tìm ra Ngài bao giờ cũng sẵn đó và rất dồi dào. Niềm hạnh phúc nội tại mà chúng ta cảm nhận được sau khi biết Thượng Đế, cho dù có thể đánh đổi bằng cả thế giới này, chúng ta cũng không màng. Chính vì vậy mà Thánh Kinh đã phán rằng, há có ích lợi gì cho người nào nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình. Mất linh hồn có nghĩa là không nhận ra sự vĩ đại của mình, không biết được chúng ta còn là những gì khác ngoài nhục thể và cuộc sống vật chất. Thánh Kinh cũng nói rằng, những ai xả bỏ thế gian sẽ đạt được, còn những ai rượt đuổi theo thế gian sẽ đánh mất. Mục đích của linh hồn khi đến thế giới này là để kiếm tìm Thượng Đế. Không điều chi có thể khiến linh hồn hạnh phúc trừ khi tìm ra được Thượng Đế. Khi chúng ta sống trong thế giới vật chất này, trong ngục tù thể xác này, chúng ta quên mất đi mục đích của đời mình. Đây chính là sự sắp đặt của lực lượng phủ định hầu giam cầm chúng ta tại đây với mọi lạc thú giả tạo, với mọi ảo tưởng, và khiến cho chúng ta bận rộn, đau khổ, khiến cho chúng tàn buộc với những khoái lạc vô thường và quên mất đi thiên đàng. Vì thế, cho dù chúng ta có sở hữu nhiều bao nhiêu, có địa vị cao đến đâu trong xã hội, chúng ta không bao giờ thật sự hạnh phúc ở đây nếu như chúng ta không có sự bồi dưỡng tâm linh. Giống như một người nhà giàu có một dinh thự to lớn với nhiều gian phòng và nhiều tầng lầu, nhưng người này cứ luôn luôn ở trong bóng tối của tầng hầm, thì tất nhiên người này sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời và cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để thấy được hết tất cả những của cải đang chờ đợi mình ở các gian phòng và tầng lầu khác. We are a manifold beings. We are physical, emotional, intellectual, and spiritual beings. In order to be a complete human being, in order to be a God-like being, as God has made us in His own image, we have to know our real self, our complete self. Because lacking any part of ourselves will never make us happy. We will always feel that there is something missing, and we do not know what. In order to go straight to the highest heaven after we leave this physical body, we should know the heaven now while living. We can visit heaven during our free time and then return to this physical body to fulfill our existence. Then we will know that we are not the physical body, we are truly God's children. It's not because we know that, it's just a feeling inside, the merging together with the universal power, with the universal oneness, that we will become a different being, a true being, a heavenly being on this planet. Nothing else but joy and happiness, even while living in this world. With such bliss, such ecstasy, such security and sureness, Jesus has walked this planet and had declared that I and my Father are one. We can declare like that too when we reach his level of understanding. But we will declare it probably quietly to ourselves, or only to our brothers and sisters. Chúng ta là những chúng sinh đa dạng
Toàn thể chúng ta gồm phần vật chất, tình cảm, trí thức và tâm linh để trở thành một chúng sinh hoàn mỹ, một chúng sinh gần giống với Thượng Đế, như Thượng Đế đã sáng tạo ra chúng ta theo hình tướng của Ngài. Chúng ta phải nhận thức được con người thật của chúng ta, nhận thức được bản thể hoàn mỹ của chúng ta, để có thể tới thẳng thiên đàng, cảnh giới cao nhất sau khi chúng ta rời bỏ thể xác này. Chúng ta nên biết thiên đàng ngay từ bây giờ, trong lúc chúng ta còn sống. Chúng ta có thể viếng thiên đàng trong những lúc rảnh rỗi, và rồi trở lại với nhục thể này để làm tròn bổn phận của mình. Từ đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không phải là thể xác này. Chúng ta thật sự là con cái của Thượng Đế. Điều này không phải do một sự nhận biết của trí thức, mà là một cảm giác bên trong, một sự hòa nhập vào lực lượng của vũ trụ, vào sự đồng nhất của vũ trụ, để rồi chúng ta trở nên một chúng sinh khác, một chúng sinh đích thực, một chúng sinh hoàn mỹ trên địa cầu này. Và rồi chúng ta sẽ không còn chi khác ngoài niềm vui và sự hỷ lạc, ngay cả khi chúng ta còn sống ở trên thế giới này. Với niềm phúc lạc tràn đầy, với sự khẳng định và tự tin, Chúa Giê-xu đã từng bước trên địa cầu và tuyên bố rằng ta và cha ta là một. Chúng ta cũng có thể tuyên bố như vậy khi chúng ta đạt được trình độ giác ngộ như Ngài. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ tuyên bố một cách âm thầm với chính mình mà thôi, hay với những người bạn đồng hành cùng chung chí hướng với mình. A spiritual awakened person have not always the enthusiasm to share his heavenly experiences with the world at large. Therefore, we have many quiet saints living among us in the modern time, and we do not know. Jesus also was not eager to share his experience with other people, but he was appointed. He has to obey the will of the Father. Otherwise, it is better for most of the spiritual practitioners to keep quiet about their affair with God. Một người giác ngộ không phải lúc nào cũng hăng hái chia sẻ những thể nghiệm tâm linh của họ với thế giới. Vì vậy, chúng ta có rất nhiều những thánh nhân âm thầm lặng lẽ sống chung với chúng ta trong thời hiện đại, nhưng chúng ta lại không biết. Chúa Giê-xu cũng đã không ham muốn chia sẻ thể nghiệm của mình với những người khác, nhưng vì Ngài đã được chỉ định, được Đấng Cha tối cao giao cho trọng trách đó. Nếu không, phần đông những người tu hành nên giữ im lặng về thể nghiệm của họ về Thượng Đế. Như vậy tốt hơn. Bởi vì nhiều anh chị em chúng ta trong thế giới này còn chưa hiểu thấu được toàn bộ những gì Thượng Đế muốn chỉ dạy họ. Có nhiều người tu Pháp Môn Quán Âm đang ngồi chung với chúng ta tại đây đã thấy được ánh sáng và nghe được âm thanh siêu thế giới. Nhưng trong họ bên ngoài thì không có gì khác biệt với mọi người. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể đo lường một chút ít sự giác ngộ, trình độ gần gũi với Thượng Đế của họ. Qua những biểu hiện của niềm vui bên ngoài, qua những công việc dâng hiến nhằm mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Tất cả mỗi người trong chúng ta đều có thể là thánh nhân, chúng ta cũng có thể có quyền khước từ việc này. Lý do chúng ta từ chối để trở thành thánh nhân, từ chối để trực tiếp nhận biết Thượng Đế, là vì chúng ta đang đóng những vai tuồng khác nhau trong màn kịch lớn của vũ trụ, và vai tuồng đó chưa chấm dứt. Do vậy, những linh hồn khai ngộ không phân biệt giữa những người theo hay không theo đường lối của họ, bởi vì họ biết rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều cùng một đẳng cấp, đều là con cái của Thượng Đế. Chỉ có điều là có những linh hồn chưa đến lúc muốn trở về nhà. Chúng tôi có mặt ở đây cho những ai đã sẵn sàng và muốn nhận biết rõ hơn về chính mình. It is not that you don't know God. You do know. It's just that you forgot how to look for him. You forgot where to look. And we will just point out to you and it will happen immediately. To know God is easy. To keep in touch with God is a little bit less easy, because we must do it every day.
There are so many mansions in the house of the Lord that we have to keep going up in order to know them all. Also, in order to represent God, we should be God-like, like a walking God on this planet. On that part, maybe a little less easy. The Ten Commandments in the Bible are not forbidden kind of rules. They are the measurement of our standard of consciousness. If we can keep these commandments completely, it means if these commandments seem natural to us, we can uphold it without any effort, then we can understand that we are very close to God-like quality. For a God-like being will not like to terminate the life of another God on this planet before his time has come. A God-like being would always tell the truth, would always keep his faith in God, would always love the neighbor as himself, etc., etc. So if we are already up to this standard, then we can be ready to know God. So I'm not here to teach you anything new. I'm here just to bring you the key to the kingdom. The key is yours. I will just hand it over because you have forgotten. Không phải quý vị đã quên Thượng Đế. Quý vị vốn đều biết Ngài. Chỉ có điều là quý vị quên cách làm sao để tìm ra Ngài. Tìm Ngài ở đâu? Chúng tôi chỉ cần chỉ cho quý vị chỗ là quý vị có thể nhìn thấy được Ngài ngay lập tức. Biết được Thượng Đế là một việc dễ. Để giữ được mối liên lạc với Ngài là một việc khó hơn. Bởi vì chúng ta phải thực hiện hàng ngày. Có rất nhiều chỗ ở trong gian nhà của Đấng Tối Cao mà chúng ta cần phải đi lên mới có thể biết được hết tất cả. Hơn nữa, để đại diện cho Thượng Đế, chúng ta phải giống như một Thượng Đế bước đi trên địa cầu này. Và công việc này có thể đòi hỏi một chút cố gắng hơn. 10 điều răn trong Kinh Thánh không phải là những điều cấm kỵ mà là thước đo lường tiêu chuẩn của đẳng cấp chúng ta. Nếu chúng ta có thể giữ gìn vẹn toàn được 10 điều răn này một cách tự nhiên, không gượng ép, thì lúc đấy chúng ta biết rằng chúng ta rất gần với phẩm chất của Thượng Đế. Một chúng sinh gần giống Thượng Đế sẽ không muốn tự động hủy diệt đời sống của một Thượng Đế khác. Một chúng sinh gần giống Thượng Đế luôn luôn nói sự thật, luôn luôn gìn giữ đức tin, luôn luôn yêu thương người láng giềng như thương chính mình, vân vân. Nếu chúng ta đã sẵn sàng đạt được những tiêu chuẩn này, điều này có nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng để nhận biết Thượng Đế. Do đó, tôi đến đây không phải để cho quý vị điều gì mới mẻ, mà tôi đến đây để mang đến quý vị chiếc chìa khóa để vào cửa thiên quốc. Chiếc chìa khóa này là của quý vị. Tôi chỉ giao lại cho quý vị vì quý vị đã quên mất đi mà thôi. I'm sure many of us have great faith in God, but we still want to know truly if God exists and can we ever communicate with Him. The answer is yes, we can, and on a daily basis. God will walk with us, guard us, protect us, love us. God does that every time already. It's just that we do not know. Now it is our part, our turn, to know that God really is doing it. In order to know this, to see this, we must open our spiritual eye. The physical eyes are open so that we can see this physical surrounding and this physical existence. The heavenly eye must be open in order so that we see heaven. Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta rất tin tưởng vào Thượng Đế, nhưng chúng ta vẫn muốn biết Thượng Đế, Ngài có thật sự hiện hữu hay không, và bằng cách nào chúng ta có thể liên lạc được với Ngài. Câu trả lời là chúng ta có thể liên lạc được với Ngài mỗi ngày. Thượng Đế sẽ đi chung với chúng ta, bảo vệ chúng ta và thương yêu che chở cho chúng ta. Ngài bao giờ cũng đã làm tất cả, nhưng chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Nếu muốn biết được, thấy được những việc làm của Ngài, chúng ta phải khai mở mắt trí huệ.
Khi mắt trần của chúng ta mở, chúng ta có thể thấy được cảnh trí và thế giới vật chất bên ngoài. Để thấy được thiên đàng, chúng ta phải mở mắt trí huệ. When Jesus left this planet, he entrusted the key with Saint Peter. And that key has been handed over and over from one generation to the next. And it might appear in some very unexpected area and with some very unexpected person. I have the key. It just happened that God wants me to have it. And he has commanded that I come and inform you. So whatever you have within your being will be revealed to you after the key is been used to open the treasure within yourself. Of course, it is not a physical key. Physical key can only open physical objects such as concrete houses, bathroom, or trunks of a jewelry, but cannot open the gate to the kingdom of God. Khi Chúa Giêsu rời thế giới này, Ngài đã giao chìa khóa cho Thánh Phêrô. Chiếc chìa khóa này đã được lưu lại và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó có thể hiện ra ở những nơi bất ngờ và đến tay những người mà chúng ta không thể ngờ là có được. Tôi đang có chìa khóa này. Thượng Đế muốn tôi lưu giữ nó và Ngài đã ra lệnh cho tôi tới đây để thông báo cho quý vị. Bất cứ những gì ngự bên trong quý vị sẽ được hiển lộ sau khi chìa khóa này được dùng để mở kho tàng bên trong. Tất nhiên, đây không phải là chiếc chìa khóa theo nghĩa vật chất. Một chiếc chìa khóa vật chất chỉ có thể mở được những đồ vật cụ thể như một căn nhà, một phòng tắm, một rương chứa nữ trang, nhưng không thể mở được cánh cổng vào thiên quốc. The key to the house of our Father is not physical, and yet we can use it to open the house and to see him face to face. So at the time that I help you to open the door, you will see heaven, you will see God, because I myself also have seen, and many of our brothers and sisters also have seen. After opening our own wisdom, we can use it to serve God, to serve mankind as a whole, or we can use it just for private reason, to serve our life, our loved ones, our families, to make this existence become more comfortable. God will never force us to do anything, even for him or for his children. He can appoint us, and we can say yes, we can say no. So we don't have to worry that after enlightenment, after knowing God, we have to become monks, nuns, or go to Himalaya, forsake the society, forsake the family, just to serve God. It's just that after the wisdom has been reclaimed, we become wiser each day, we become more loving each day, and we might automatically want to help whoever comes to us. We will feel the pain of others as our own, and we will want to bring happiness to everyone that we are in contact with. And in the same spirit, we have come here to serve you and to share with you the good news. And this is all unconditional. We do not expect or ask or ever think of anything in return. All you will do is just knowing yourself in your quiet spare time every day, meaning knowing God all by yourself and enjoy yourself with God all alone in your privacy. Chiếc chìa khóa để mở cửa ngôi nhà của cha chúng ta không phải là một chiếc chìa khóa vật chất. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể dùng chiếc chìa khóa này để mở cửa nhà và diện kiến trực tiếp với Thượng Đế. Trong lúc tôi giúp quý vị mở cánh cửa này, quý vị sẽ nhìn thấy được thiên đàng, sẽ nhìn thấy được Thượng Đế, bởi vì chính tôi đã trải qua điều này và nhiều anh chị em khác cũng đã từng thể nghiệm được. Sau khi trí huệ khai mở, chúng ta có thể dùng trí huệ này để phụng sự Thượng Đế, phụng sự cho toàn thể nhân loại,
hoặc chúng ta có thể dùng để phụng sự cho riêng cuộc đời mình, cho những người thân của mình, gia đình mình, hầu sự sống của chúng ta ở thế giới này trở nên dễ chịu hơn. Thượng Đế sẽ chẳng bao giờ ép buộc chúng ta phải làm những gì cho Ngài hay cho con cái của Ngài. Ngài có thể chỉ định chúng ta, nhưng chúng ta có quyền trả lời thuận hoặc không thuận. Cho nên, chúng ta không phải lo lắng rằng sau khi khai ngộ, chúng ta phải trở thành những nhà sư, phải đi Hy Mã Lạp Sơn, từ bỏ thế giới, từ bỏ gia đình để phụng sự Thượng Đế. Chỉ vì rằng sau khi chúng ta được mở mang trí huệ, chúng ta trở nên hiểu biết hơn lên mỗi ngày, chúng ta trở nên nhân ái hơn, và tự nhiên chúng ta sẽ muốn giúp đỡ cho bất cứ ai đến với chúng ta. Chúng ta sẽ thấy nỗi đau của người khác là nỗi đau của chính mình, và chúng ta muốn mang hạnh phúc đến cho bất cứ ai có liên hệ với chúng ta. Tương tự như vậy, chúng tôi đến đây để phục vụ quý vị và chia sẻ với quý vị tin lành này một cách hoàn toàn vô điều kiện và miễn phí. Chúng tôi không bao giờ kỳ vọng, yêu cầu hay ngay cả nghĩ đến việc quý vị phải đền đáp những gì. Quý vị chỉ phải tự nhận thức chân ngã vào những lúc rảnh rỗi trong ngày, có nghĩa là quý vị tự nhận biết Thượng Đế và thưởng thức niềm vui cùng Thượng Đế trong sự riêng tư và tĩnh lặng. Because the more people know this, the more people know God, the more people can contact directly with God and become happier, then the more peaceful the world will be, the less war, and the more we can bring heaven onto earth. There is no reason to do this except that I have the knowledge that you are myself. You are the part of me. I am the part of the whole mankind. And if the whole part is happy, then of course I am happy too. And if every part, any part at all of this whole is sick, is unhappy, then it will affect any of us, including myself also. We see the interdependence between all beings, including animals and plants, after we become enlightened, after we know God intimately. In the end, we will see nothing but ourselves existing everywhere in each and every being, in each and every particle of the universe. And that's how we can come to love our neighbors as ourselves, because we know this is us. Otherwise, no amount of talk and persuasion can bring us into this kind of volunteer state of love, in this automatic way of kindness. Càng nhiều người biết đến phương pháp này, càng nhiều người biết đến Thượng Đế và có thể liên lạc trực tiếp với Ngài, thì càng nhiều người hạnh phúc hơn. Từ đó, thế giới sẽ hòa bình hơn, chiến tranh sẽ bớt đi và chúng ta lại càng ngày càng mang bầu không khí thiên đàng xuống thế giới này. Không có một lý do nào khiến tôi làm công việc này ngoài nhận thức rằng quý vị là chính tôi, là một phần của tôi và tôi là một phần của toàn thể nhân loại. Nếu toàn thể được hạnh phúc thì đương nhiên tôi cũng sẽ được hạnh phúc. Nếu như một cá thể nào đó, một phần trong toàn thể không được lành mạnh, không được hạnh phúc thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới toàn thể, trong đó bao gồm cả tôi. Sau khi khai ngộ, sau khi nhận biết được Thượng Đế một cách sâu xa, rõ rệt, chúng ta sẽ thấy luôn luôn có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa muôn loài, kể cả động vật và thực vật. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhận thức được rằng ta ở khắp mọi nơi. Ta hiện hữu trong từng chúng sinh, trong từng phân tử của vũ trụ. Do vậy mà chúng ta có thể thương yêu người láng giềng như thể thương yêu chính mình, bởi vì chúng ta biết rõ rằng họ là chúng ta. Nếu không, không một lời lẽ hay thuyết phục nào có thể mang đến một tình thương vô điều kiện và lòng tử tế một cách tự động như vậy. Giống như một người bị mù lòa không thể nhìn được đôi chân của mình hay những phần khác trong cơ thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Vì mắt không thấy đường, đôi khi người này có thể vô tình tự làm cho mình đau đớn hay bị thương mà không hay biết.